mừng các bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Minh Hằng rất vui vì ngày hôm nay lại được tiếp tục đồng hành để review sách trên hành trình khám phá tri thức cùng với các bạn. Các bạn thân mến, chắc chắn ai trong chúng ta cũng từng có ít nhất một lần phân vân khi phải đứng trước nhiều sự lựa chọn. Có những lựa chọn chỉ cần 5 phút để quyết định, nhưng hầu hết ở các trường hợp quan trọng thì bạn đều cần phải dành thời gian rất nhiều để đưa ra một quyết định nào đó, đúng không? Và rồi sau đó thì bạn nhận ra rằng mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vô ích cho sự phân vân, lưỡng lự hay thậm chí là vụt mất cơ hội của mình. Nếu không muốn bị rơi vào trường hợp như vậy một lần nữa thì cuốn sách Quyết Đoán Ngày Hôm Nay của Chip Hit và Dan Hit có lẽ sẽ là một sự lựa chọn thông minh và hợp lý với bạn ngay lúc này đấy. Quyết Đoán là một cuốn sách kỹ năng, nội dung xoay quanh những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định và phương thức đưa ra quyết định một cách quyết đoán, nhằm giúp độc giả, những người đang gặp vấn đề trong việc đưa ra sự lựa chọn, có thể vượt qua các yếu tố gây cản trở và có được quyết định hợp lý nhất trong những trường hợp quan trọng. Quyết Đoán là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của hai anh em tác giả Chip Hit và Dan Hit. Cuốn sách được xuất bản vào mùa xuân năm 2013 và ra mắt ở vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của Wall Street Journal và vị trí thứ 2 trên New York Times. Hai cuốn sách đã góp phần làm cho tên tuổi của hai anh em Hit đến gần hơn với công chúng. Trước khi viết cuốn sách này thì Dan từng làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu và người viết tình huống cho trường kinh doanh Harvard. Đồng thời, ông còn là nghiên cứu sinh cao cấp tại trung tâm Case của Đại học Duke, chuyên hỗ trợ các doanh nhân xã hội. Còn Chip Hit là giáo sư tại Stanford Graduate School of Business, giảng dạy các khóa học về chiến lược kinh doanh và tổ chức. Anh là đồng tác giả cùng với anh trai của mình là Dan của 4 cuốn sách nổi tiếng của họ. Hai anh em Hit từng có rất nhiều cuốn sách nổi tiếng về kỹ năng sống nhờ những kinh nghiệm quý báu của họ về nhiều lĩnh vực nghiên cứu và tài dẫn dắt người đọc qua văn phong gần gũi và đơn giản. Cuốn Quyết Đoán được trình bày theo một cách thức quen thuộc với các độc giả phương Tây là nghiên cứu tình huống. Mở đầu cuốn sách thì tác giả bắt đầu bằng một câu chuyện về Shannon, người đứng đầu một công ty cố vấn và đặt ra vấn đề là liệu Shannon có nên sa thải Cliff hay không. Để giải quyết vấn đề này và dẫn dắt người đọc đến với nội dung chính của cuốn sách thì hai tác giả sau đó đã dựng lên một khung để ra quyết định gọi là graph. Các chương sau sẽ đi vào chi tiết giải thích và phân tích về từng thành tố tạo nên khung tiêu chuẩn này. Giải thích rõ hơn về công cụ này thì đây là một thuật ngữ thú vị để chỉ một công cụ để ra quyết định có tính chiến lược và quy trình cụ thể. Khi thực hiện theo graph, chúng ta tránh khỏi những bế tắc trước những tình huống khó lựa chọn và đạt được những kết quả mà mình mong muốn. Graph được kết hợp từ các từ W, Widen Your Option, mở rộng sự lựa chọn của bạn. A, Reality, Test Your Assumption, thử nghiệm giả định của bạn. A, Attain Distance Before Deciding, giữ khoảng cách với các lựa chọn trước khi ra quyết định. B, Prepare to be wrong, sẵn sàng để sai. Sau cuốn sách này thì bạn có thể tìm thấy đáp án cho câu hỏi những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định và cách thức để ngăn chặn những yếu tố khó khăn. Những chiến thuật thú vị trong quyết định nhằm vượt qua những yếu tố gây cản trở và có được quyết định hợp lý nhất. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất để không phải trả giá mà cũng không đánh mất mục tiêu cuối cùng của bản thân, giá trị mà mình hướng tới đây? Một thí nghiệm được minh họa trong cuốn sách có thể sẽ đưa ra cho bạn gợi ý từ góc nhìn mới. Ở thí nghiệm này thì các sinh viên đại học Yale đã được hỏi nếu giá DVD bộ phim yêu thích nhất của họ đang được giảm giá, họ có chọn mua hay không mua? Thì kết quả 75% đồng ý và 25% bỏ qua. Tuy nhiên với một nhóm khác, khi câu trả lời được chỉnh sửa một chút thành mua hay không mua mà để dành 500.000 đó để mua những thứ khác thì có tới 45% quyết định không mua. Chiến thuật thú vị mà hai tác giả đã đưa ra trong cuốn sách đó chính là mở rộng sự lựa chọn của bạn. Chúng ta đừng chỉ tập trung vào việc trả lời cho câu hỏi có hay không, bởi trên thực tế thì bạn còn có rất nhiều những sự lựa chọn khác thay vì trói buộc bản thân vào một sự lựa chọn cố định. Vậy nên hãy thử mở rộng sự lựa chọn của bản thân để đưa ra quyết định sáng tạo và khôn ngoan. Cuốn sách còn đưa ra nhiều chiến thuật thú vị mà bạn chắc chắn sẽ bị thu hút khi đọc và tìm hiểu về đó. Vậy nên hãy dành một chút thời gian để mở cuốn sách này ra và bắt đầu hành trình khai mở những điểm cực kỳ quan trọng trong quá trình ra quyết định nhé. Seattle Post Intelligencer, một trang báo tại Hoa Kỳ đã đưa ra nhận xét về cuốn sách. Đây là một cuốn tài liệu tham khảo quan trọng về việc ra quyết định chiến lược.
quyết đoán là một nguồn lực quan trọng để đưa ra quyết định chiến lược và hành động. Cuốn sách sẽ giúp ích cho nhiều đối tượng, bao gồm các nhà hoạch định thể chế, các nhà ra quyết định, các nhà quản lý cao cấp và khu vực chính phủ. Phần trình bày rất ngắn gọn và dễ hiểu, vì vậy nếu bạn là một độc giả đang băn khoăn và chưa thể đưa ra quyết định trong công việc hay đang có ý định trở thành một nhà hoạch định chiến lược, thì hãy tìm đến với Quyết Đoán. Khi đọc thì đừng quên chuẩn bị cho mình một cây bút gạch dòng và một cuốn sổ ghi chú nhé. Vì những phương thức được tác giả nêu ra trong cuốn sách có thể sẽ giúp cho bạn khai mở những điểm mấu chốt trong quá trình ra quyết định. Và khi đọc xong cuốn sách này thì bạn cũng có thể đưa ra quyết định một cách quyết đoán hơn, bằng sự tự tin chứ không phải là tự mãn quá mức. Đồng thời đưa ra được những lời khuyên hữu ích cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, những người cũng đang đi tìm ra câu trả lời cho mình giữa ngã ba đường. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe review về cuốn sách Quyết Đoán từ Tulator. Nếu yêu thích những nội dung mà chúng mình chia sẻ thì đừng quên nhấn nút like cũng như subscribe ở phía bên dưới để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi Tulator. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.